Hôm nay cái quan trọng là sáng nay tới sáng tới giờ thì mình cũng biết được là một cái nguyên tắc trong bốn nguyên tắc của Amway, đúng không ạ? Đó là phần tưởng thưởng. À, giờ mình quay trở lại một số cái nguyên tắc cơ bản khác mà mình nghĩ rằng là điều đó nó tạo nên Amway. À, người ta nói về Amway thì người ta nói rằng là hoạt động kinh doanh của Amway là hoạt động kinh doanh dựa trên sản phẩm, đúng như vậy. À, mình dựa trên sản phẩm, mình bán sản phẩm với ra PV, đúng không ạ? Và đó là những cái nguyên tắc vô cùng cơ bản. Hoạt động kinh doanh này phải dựa trên nhà phân phối, hoạt động kinh doanh này phải dựa trên sự phát triển nhà phân phối, đúng như vậy, đúng không ạ? Vì là khi mà phát triển nhà phân phối, mình mở rộng của mình vân vân, thì cũng giống như rằng là quay trở lại chương trình tưởng thưởng của mình thì nó tác động trực tiếp. Nhưng điều quan trọng hơn hết mà Triều gặp tất cả các lãnh đạo cấp cao, cũng như khi ngồi trong ban giám đốc, một nguyên tắc mà bao giờ cũng nhắc đi nhắc lại rằng là gì? Hoạt động kinh doanh này sẽ không phát triển và phát triển mạnh mẽ, không phát triển bền vững nếu không có các anh chị. Và cụ thể là gì? Là không có lãnh đạo. Hoạt động kinh doanh này phải dựa trên lãnh đạo. Nơi nào có lãnh đạo nơi đó có kinh doanh. Kinh doanh quan quay. Thậm chí là gì, kể cả dựa vào cái triết lý kinh doanh đó, một khi đầu tư ở tỉnh nào, một khi mở rộng kinh doanh ở thành phố nào, thì câu hỏi đầu tiên Trường dành cho Phương và các bạn trong phòng kinh doanh là nơi đó có lãnh đạo chưa? Nếu nơi đó có lãnh đạo rồi thì hãy đầu tư, đúng không ạ? Thì rõ ràng là gì, vai trò lãnh đạo trong hoạt động kinh doanh này là vô cùng quan trọng. Nơi nào có các anh chị thì nơi đó chắc chắn là hoạt động kinh doanh sẽ phát triển và mãi mãi phát triển, đúng không ạ? Do đó là gì, tóm lại hoạt động, cái vai trò lãnh đạo trong hoạt động kinh doanh này đóng vai trò chủ chốt. Như vậy là làm sao để chúng ta có những kỹ năng lãnh đạo? Dù nói thật rằng là không phải trong Amway đâu, đối với tất cả các ngành nghề, vai trò lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Và để trở thành lãnh đạo thì chúng ta phải học những kỹ năng lãnh đạo. Và nhiều khi kỹ năng lãnh đạo phải trả bằng rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Dù nói thật rằng Dù ngồi ở vị trí này thì Dù đã giết bao nhiêu nhân viên của Dù rồi, Dù mới vào được vị trí này, đúng không ạ? Và Triều đã phải trải qua bao nhiêu đau thương rồi về lãnh đạo, Triều mới ngồi được vị trí này cũng như tất cả các anh chị. Do đó là gì, cái lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo đó là một nghệ thuật, nó là nghệ thuật. Mình dường như mình nhiều khi mình phải trả bằng cuộc đời mình mới học hết được, đúng không ạ? Và nó sẽ biến đổi theo thời gian. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ví dụ như là gì, tuổi trẻ bây giờ là khác, lãnh đạo tuổi trẻ bây giờ nó là khác, đúng không ạ? Và đặc biệt cho ông quay càng khác nữa. Đó, thì đó là cái tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo, những cái nguyên tắc lãnh đạo, vân vân. Thì ngày hôm nay Triều vô cùng vinh dự Triều gặp được ông, cũng như rằng là mời được ông. Thật sự ra 8 năm trước Triều gặp ông, 8 năm trước khi quay trở lại Amway, là ngày đầu tiên Triều quay lại Amway, là ngày Triều tham dự buổi huấn luyện lãnh đạo của ông. Và sau đó Triều thấm những giá trị của ông. Và ông đã có rất nhiều những cái nguyên tắc, những cái triết lý lãnh đạo mà Triều nghĩ là vô cùng sâu sắc và chúng ta phải học hỏi từ ông. Chính vì vậy là ông có một cái nền tảng kinh doanh tuyệt vời ở 5 quốc gia, ở Trung Quốc, ở Malaysia, ở Thái Lan, đúng không ạ? Ở Việt Nam và ở Đài Loan. Thì nơi mà ông đã xây dựng nền tảng kinh doanh, dưới ông là hàng ngàn người và hàng ngàn lãnh đạo, hàng trăm lãnh đạo cấp cao, và họ đều rất thành công. Mà các anh chị đã biết tên tuổi của họ, họ là những FC, đúng không ạ? Rất là tên tuổi ở trong khu vực cũng như là trên thế giới. Ông tham gia Amway vào năm 1980, 29 năm làm nhà phân phối và lên cấp là Ambassador. Chắc chắn là gì? Và những triết lý kinh doanh của ông vô cùng cơ bản và vô cùng dễ hiểu, cũng như là vô cùng cần thiết cho Amway. Dù không nói nữa, các anh chị cũng đã biết tên ông rồi, đúng không ạ? Thì Triều hy vọng rằng là tối ngày hôm nay, ngoài những cái chiến lược trả thưởng sáng nay, thì thêm những cái nguyên tắc mà mình phải quay trở lại từ ban đầu, cũng như chương trình trả thưởng mình quay trở lại từ ban đầu, thì mình cảm thấy rằng là chúng ta cần phải lâu lâu chúng ta phải ôn lại, đúng không ạ? Chương trình trả